Cứ như thế nhá, chiều nay 2 giờ gặp, làm một đồng. Mẹ ơi, con về rồi đây. Mẹ, hôm nay có chuyện gì mà mẹ vui thế? Mẹ đang bán cái mảnh đất Gò Ao mà năm ngoái mình mua ấy. Được 1 tỷ rồi đây. Thật đó hả mẹ? Ừ. Đây là 100 triệu, con đặt cọc ạ. Đây là hợp đồng đặt cọc, bác xem rồi ký cho con ạ. À, vâng ạ. Ơ, sao ở trong này có một cái điều khoản là trả gấp 10 lần số tiền đặt cọc nếu như không bán mảnh đất này cho anh? Điều khoản này là tránh việc bác bán mảnh đất này cho người khác. Về phía cháu cũng vậy, khi đã đặt cọc 100 triệu cho bác, nếu sau 1 tháng mà cháu không thanh toán đủ nốt 900 triệu còn lại thì cháu sẽ bị mất số cọc này và bác hoàn toàn có quyền bán mảnh đất cho người khác ạ. Tôi hiểu rồi. Dạ. Số tiền này ta sẽ gửi tiết kiệm 50 triệu. À, còn mua quà biếu nội ngoại 30 triệu. Còn 20 triệu cho vào quỹ khuyến học cho các con, các cháu. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Cái gì thế hả con? Con cho mẹ xem cái này. Có người đang bán miếng đất của mẹ với giá 2 tỷ. Ôi! Có người chốt rồi này. Để yên con xem người này là ai. Thì đúng là cái cậu Huy này rồi. Mấy hôm trước mẹ vừa ký hợp đồng với cậu ý. Làm gì có cái kiểu mà buôn nước bọt không á, cũng lời hẳn 1 tỷ. Mẹ ơi, mẹ ngồi đây xem nào. Mẹ cứ bình tĩnh đã, sao mẹ cứ sốt ruột thế? Mẹ đợi đến ngày mai, đúng hạn chót của hợp đồng. Nếu mà anh ta không mang 900 triệu đến đây nhá, thì coi như là anh ta mất cọc. Lúc đấy á, mẹ hủy hợp đồng, mẹ bán miếng đất đấy cho người khác. 2 tỷ đấy mẹ ạ. Mình sắp giàu rồi. Thôi, để mẹ sang nhà anh ta hỏi xem rõ ràng như thế nào đấy chứ. Anh ta là cò đất rồi á, từng làm nhiều chuyện xấu. Anh ta như thế nào, đấy là việc làm ăn của anh ta. Chứ mẹ thì mẹ không nỡ. Thôi, để mẹ sang nhà anh ta hỏi cho nó rõ ràng nhá. Mẹ ơi! Cô, chào bác. Thế cậu Huy đâu? Nhà cháu bị tai nạn ạ. Bị tai nạn á? Cháu vừa vào viện với anh ấy đây ạ. Tất cả tiền của giờ đổ dồn vào đấy hết. Cháu còn phải chạy vạy thêm để lo phẫu thuật lần 2 cho anh Huy ạ. Tôi tính thế này, miếng đất của tôi thì cậu ấy cũng đã giao dịch được rồi. Bây giờ cậu ấy như thế, tôi sẽ thay cậu ấy giao dịch. Thế thì tốt quá. Vợ chồng cháu không biết lấy gì để cảm ơn bác ạ. Hai đứa uống nước đi. Dạ vâng ạ. Hôm nay bọn con đến đây có chút quà để biếu bác. Đến đây thăm bác là quý hóa rồi. Quà cáp làm cái gì? Cầm về đi. Bác cầm giúp con. Nhờ có bác mà cháu tay qua nạn khỏi. Ơn của bác cháu không biết làm cách nào để trả được. Ơn huệ gì, cứ sống tốt, tâm thiện, đấy là trả ơn cho bác rồi. Cháu hứa từ nay sẽ sống tốt và làm nhiều việc ý nghĩa ạ.